Em mua hàng như thế nào ạ? Xin chào, hôm nay chắc Jerry sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng khi thấy video TikTok của shop ha. Đầu tiên khi mà các bạn thấy một video TikTok thì bạn muốn mua hàng sản phẩm đó. Cách đầu tiên là bạn bấm vào tên shop trên video nha, là a còng Jerry Shop nè. Các bạn ấn vào sẽ ra một trang cá nhân của shop. Các bạn có thể cái đầu tiên các bạn có thể vào cửa hàng. Có nút giỏ hàng ở trên TikTok sẽ ra hiện ra một cái trang TikTok shop ha. Các bạn lướt và thích sản phẩm nào thì các bạn ấn vào đây, ở sản phẩm đó áp dụng phiếu giảm giá ha, áp dụng phiếu giảm giá nè. Trên TikTok Shop đang có chương trình miễn phí vận chuyển và các bạn nào có phiếu giảm giá thì mua sẽ rất là rẻ ha. Đó, đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là các bạn nếu mà sản phẩm nào mà chưa có trên cửa hàng TikTok Shop, các bạn có thể ấn vào cái đường link Shopee, shop có gắn ở trên trang cá nhân đó, thì TikTok Shop nó sẽ chuyển hướng cho mình tới trang Shopee của shop luôn. Ví dụ giờ sản phẩm nào trên TikTok được có thì bạn thích thì bạn ấn vào luôn ha. Đó. Thì mình các bạn muốn vào thêm giỏ hàng hay là ấn vào mua ngay thì trên TikTok Shop nó sẽ điều hướng cho mình qua cửa hàng ứng dụng Shopee và là các bạn đặt mua luôn. Đó là cách thứ hai. Còn ví dụ có một số video của shop, một số video của shop có gắn sản phẩm đây, có sản phẩm gắn ở trên thì các bạn nhấp thẳng trực tiếp vào trên video luôn thì nó sẽ ra sản phẩm của shop. Các bạn cũng làm tương tự, đó là áp dụng phiếu giảm giá và đặt hàng nha. Ngoài ra các bạn có thể gọi trực tiếp cho shop qua số điện thoại shop có để trên màn hình ha, hoặc là nhắn tin với shop. Rồi, xin cảm ơn. Shop Cherry xin giới thiệu Mộc. Và các bạn đừng quên vào TikTok Shop để mua hàng nha. Tại TikTok Shop đang có chương trình hỗ trợ phí vận chuyển và áp dụng rất nhiều mã giảm giá nha. Nhấn tay vào đặt hàng giúp shop nha.